tuyển Việt Nam. Quét sơ đến từ đội tuyển Việt Nam và chúng ta còn 3 thành viên thêm cả Bowie nên chúng ta sẽ có 4 thành viên trong tình huống đánh cuối cùng này. Em game được bởi chúng ta có một con xe và hai con lính. Của đội tuyển Việt Nam là lựa chọn một con bài mạnh hơn một chút để có thể bảo kê cho Theonat, bởi chỉ với Severa chúng ta không thể đẩy đối phương ra được, nhưng với Aneste chúng ta có thể làm được điều đó. Có vẻ như những gì mà đội tuyển Việt Nam đang làm nó tương đối giống với đội tuyển Trung Quốc ngày hôm qua trong ván đấu đầu tiên. Đó là gần như họ đã muốn hướng tới ba Doom trợ thủ, nhưng khi chúng ta vào Daxi họ buộc phải chọn Chauna. Thì gần như chúng ta hướng tới Severa trợ thủ, nhưng khi có Aeron, Aneste bắt buộc phải xuất hiện trong đội tuyển Việt Nam. Cần thực ra cũng không phải là phương án quá tệ ở thời điểm hiện tại. Phải tách những con lính của mình ra thì Rua Toda sẽ chọn một trong hai. Bắn lính thì sẽ không có máu được Eli, và bắn Eli thì không đẩy được đường. Và con rồng đầu tiên của trận đấu rất đơn giản thuộc về Sanzo. ADC với... không có mặt ở đây. Và chúng ta đang bị thua thiệt đối phương một chút về mặt lợi tiền cũng như mặt hạ gục. Rõ ràng gấu đánh Veret đang bị sai chiêu thức đường, và anh ta đang gặp nguy hiểm. Anh ta bị xích và Aeron có chiêu cuối. Chúng ta sẽ mất gấu trong tình huống này. Không cú hồi máu lại, nhưng nó không ạ. Không sao. Và đó là một pha thi đấu mà Sanzo không dám liều mạng. Đến thời điểm sau tôi đánh giá con bài này cũng là một con bài khá yếu mà chống chịu. Sơn Bách đang gặp nguy hiểm. Và Sơn Bách cần phải sử dụng chiêu cuối không trên tình huống này, có lẽ là cần. Anh ta dùng nó khá sớm, thực ra đấy là một quyết định thông minh. Bởi nó sẽ giúp chúng ta đầy máu và tiếp tục ở lại được. Còn hơn anh ta dùng một, anh ta vẫn phải dùng thôi. Nhưng khi đó dùng xong ít máu thì anh ta phải về và chúng ta sẽ mất người ở hàng rộng. Khó chịu. Anh ta không né được viễn chinh kích và đó là vấn đề của Ellie. Rất khó chịu và đó là những phát bắn rất mạnh mẽ đến từ vị trí của Tura. ADC không đủ ra ADC thương. Sai rồi. Đó tình huống ADC nghĩ là mình sẽ lấy được nội tại, nhưng anh ta lướt không trúng được một người của Vantan. Anh ta không thể kích hoạt được cái nội tại phong độ của mình. Nhưng ADC tính từ nhiều nhưng lại dùng chiêu không trúng và anh ta đã phải bỏ lại cái mạng hạ gục đầu tiên trên đội bạn. Con rồng vì thế cũng đang làm lợi thế dành cho đội bạn. ADC muốn lao vào nhưng anh ta lại một lần nữa là chậm. Anh ta sử dụng cho mình chiêu cuối, anh ta không thoát được và người có điểm vào cục là Tura. Rõ ràng khi ADC sử dụng chiêu cuối, Sanzo cũng bay lên trời và gần như lượng sát thương của ADC lên ra và Sanzo là không thể. Gấu đang gặp nguy hiểm, anh ta cố gắng lấy cho mình điểm nội tại, đang mất khoảng 1/3 máu. Đối phương đã hết sát vực và gấu tạm thời thoát ra. Tura sau đó cũng không cố gắng bắn vào gấu và anh ta biết rằng nếu như cố gắng bắn, mình cũng không giết được gấu của Tura và nó khiến cho Eli gần như mất dạng trên bản đồ. Băng trụ đến từ Đài Bắc Trung Hoa Bay Cảng, họ lấy được trụ, long trời lở đất, gấu chưa hạ gục đối phương. Có tay đài đào tốt đến từ Sanzo, ADC tới chậm, đối phương vẫn thoát về với một chút máu. Rồi, điều gì xảy ra với Eli? Và đó, pha thi đấu mà dù có cả tốc tiến mà Eli vẫn không thoát được. Có lẽ Phan dồn sát thương và thấy lô điểu vô chuột sọc. ADC tạm thời bị nhảy ra ngoài. Cory đang gặp nguy hiểm. Xuân Bách đang thêm là đánh. Nhưng đánh sao được. Mắt ma không trúng vào Cory. Đã có chiêu cuối của Theonas và Sanzo tạm thời lui về thành công. Nhưng ở đỉnh giữa cũng có đánh nhau. Và gấu không còn nhiều máu, bị kéo lại. Có vẻ sát thương được dùng rồi. Và gấu chạy đi với chiêu cuối của mình. Và thứ ba là chúng ta đang phải làm sao để giúp cho Eli cố gắng có được trang bị chưa. Wow, gần như Eli lúc này đang tương đối khó khăn ở đường dưới. Và vừa rồi là pha tỏa sáng của ADC và giữ được con rồng, cướp được con rồng và đau rồng đầu. Cesar đã được ăn đến từ Đài Bắc Trung Hoa Wild Card rất nhanh và lén nút đến từ đội bạn. Và đối phương có quá nhiều lượng sát thương để ăn với Omen, nhưng chúng ta sẽ hạ gục được Hứa Linh và đó là pha tỏa sáng của ADC. Với mạng hạ gục Hứa Linh vừa rồi thì tôi nghĩ rằng con Cesar sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cùng lắm họ chỉ ăn được cái trụ một không được rồi. Giao tranh, ADC nhảy ra ngoài và né được viễn chinh kích. Gấu đang cố gắng tấn công vào người của ta, kéo được Tura nhưng chiêu cuối của Eli trượt, rất đáng tiếc. Tóc biến lên đến từ Eli không đủ sát thương và Kit có một cú kéo Eli. Eli đang gặp nguy hiểm, bị hất tung lên, không bị dính viễn chinh kích, đối phương hết sát thương. Rất đáng tiếc bởi pha thi đấu vừa rồi là một pha chồng sát thương không chính xác của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang đẩy lên với 4 thành viên. Sanzo, mắt ma rất đẹp, trúng được 2 người, 3 người gì đó. Có lòng trời lở đất, Sanzo đang càn quét. Eli cố gắng bắn Eli, 2 con được Sanzo. Anh ta đổi mạng với đối phương. Chúng ta mất Eli và đối phương mất Sanzo. Tình huống vừa rồi là tình huống chứng minh tại sao mà Aneste phải xuất hiện trong trận thi đấu này. Bởi nếu như không có cú mắt máu vừa rồi thì chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ phải bỏ lại khoảng 2-3 thành viên. Eli cũng có một trận thi đấu đã từng rất nhiều thất bại, nhưng đây là pha băng vào đến từ Kit. Và Kit đang khá đơn độc, anh ta phải tốc biến chạy ra ngoài. Bên kia là Sanzo bị đẩy ra bởi mắt máu, dùng đại đao nhưng trượt rồi. ADC bị hạ gục bởi Tura, Sanzo vẫn sống. Tura
vẫn đang được bán, trong khi đó gấu 1-2 có viện trinh kích. Gấu thoát được hay không? Anh ta thoát được, rất may mắn. Rất may mắn là gấu thoát được trong tình huống vừa rồi, bởi nếu không chúng ta sẽ mất nhiều hơn là một đường giữa đầu tiên, một trụ đường giữa đầu tiên như là Tanh Cơ và Tự Do. Bắn không thua đó, lắm đến từ Eli, nhưng lúc này Kit có một cú xích trượt đến từ gấu, rất đáng tiếc. Kit kéo Eli trở lại, Kit có thể hút thời gian trong tình huống này, Kit sẽ phải nằm xuống. Trong khi đó các thành viên của Đéo Trung Ngoại Cảng đang ăn xê ra, tốc độ ăn chưa được cao lắm, bây giờ họ mới tập trung đủ người. Ăn cho bà chúa đi, và ăn cho bà chúa đi. Và chúng ta đúng, ăn cho bà chúa. Nên ăn, nên ăn trong tình huống này, chắc chắn chúng ta sẽ ăn kịp, bởi vì bạn đã thiếu người rồi. Và đây là tình huống đổi lời đến từ đội tuyển Việt Nam. Đội bạn không tràn ra khu vực con rồng bạo chúa này. Và nếu như có rồng bạo chúa nữa thì Eli đang có được gần như là 4 mạng. Nó tương đối mạo hiểm, không biết gấu có căn được cái tôn lính hay không đâu. Anh ta biết, anh ta ở lại. Nhưng ở khu vực đường giữa thì giao tranh đang tương đối bất lợi với chúng ta. Bori mất nửa máu, Bori mất 2/3 máu, Bori bị hạ gục với viên trinh kích đến từ Tura. Đó là Tura, rất kinh khủng đến từ cú viên trinh kích vừa rồi. Những cú bắn của Tura vẫn đang gây cực kỳ nhiều khó chịu. Đây là thế 4-5 và chúng ta cũng đã mất đi nội tại. Eli đánh bắn, Eli Tura đã bị hạ gục rồi, cánh đội đứng ngắm. Tiếp theo sẽ là Fata, mắt mà không có sát thương. ADC định làm gì? ADC chạy được và Sandro là người lên bảng đếm số. Hứa Linh hạ gục ADC, bật cho mình của cầu vợt sơ, nhưng sau đó anh ta cũng phải nằm xuống và đó là bóng điểm vào gục cho đội tuyển Việt Nam. Quét sơ đến từ đội tuyển Việt Nam và chúng ta còn 3 thành viên, thêm cả Bowie, thêm cả Bowie nên chúng ta sẽ có 4 thành viên trong tình huống đánh cuối cùng này. End game được, end game được, bởi chúng ta có một con xe và hai con lính. Gấu không, Xuân Bách sẽ là người chống chịu. Xuân Bách sắp hồi chiều cuối rồi, tôi tin chắc là như vậy. Chúng ta có 5 cái mạng nên nhớ. End game. Và Eli đều có mạng và đó là lý do tại sao chúng ta tràn lên trong tình huống này. Kit muốn hy sinh, Kit đã không kéo được rất nhiều sát thương. Bây giờ Eli bắt đầu bắn gân trở lại và Kit anh ta sẽ chết và đó là quét sạch, nhưng chúng ta đã mất cho mình những con lính. Tura ra đến đầu, Tura bắt đầu vận lính, Tura đã sử dụng cả chiêu cuối để vận lính. Anh ta chắc chắn sẽ sử dụng cú viên trinh kích lần này. Rất nguy hiểm cho tình huống này. Eli đang muốn mình chắn. Fata đang lấy tầm nhìn và viên trinh kích nó không đủ tầm. Rất may mắn là Tura đã cắt sai tầm cú bắn cuối cùng vừa rồi. Nếu như anh ta đến sớm hơn một chút nữa thì có lẽ chúng ta đã mất đi quân bản thân. Diễn ra bởi xét đang sát thương không cửa bạn, nên đội bạn sẽ không dám ra tay trong tình huống này. Chẳng không đội bạn muốn tập trung kín đang bám vào và con rồng bà chúa Venus có thuộc về đội tuyển Việt Nam, nhưng ADC đã dùng chiếc quấn ra bắt ma được sử dụng đáp xuống. ADC vẫn còn sống, ADC né được về đâu, trong khi đó thì Fata Tura và Linh đang phải bỏ chạy. Eli đang bắn, Eli đã buộc được Tura, đối phương thực sự không có sức chơi. Trong khi đó ở một diễn biến khác thì ADC cũng đã bị hạ gục một cú đá bất thường, nhưng nó không thành công và gấu mất đi cho mình đó là cái giá tiền thần. Ở một diễn biến khác thì Poi không muốn cho toàn đội về, chúng ta có ba trong khi đội bạn chỉ có một tình huống lên vào đây. Chúng ta đang câu người, đây là 3-1, đội tuyển Việt Nam có thể end game trong tình huống này. Sandro không thể về nhà được, chúng ta có Eli và Hứa Linh, thực sự không phải là quá trâu mà